trong một thế giới mà mọi thứ dường như đã có sẵn những quy tắc và lối mòn liệu bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ta làm ngược lại đó chính là sức mạnh của tư duy ngược một phương pháp sáng tạo đột phá giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ những góc độ hoàn toàn khác biệt thay vì luôn hỏi làm sao để thành công hãy thử hỏi làm sao để thất bại điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chính trong những câu hỏi ngược lại ấy ta mới thực sự khám phá ra những hành động cần tránh và những bước đi hiệu quả hơn hãy tưởng tượng bạn đang đối diện với một thách thức lớn trong công việc hay cuộc sống thay vì chấp nhận những giả định quen thuộc hãy thách thức chúng điều gì sẽ xảy ra nếu ta thực hiện mọi thứ theo cách ngược lại cách tiếp cận này không chỉ mở ra những giải pháp sáng tạo mà còn giúp bạn thoát khỏi những giới hạn vô hình mà chúng ta thường tự đặt ra tư duy ngược không chỉ là một kỹ năng mà còn là một nghệ thuật nghệ thuật nhìn nhận thế giới bằng con mắt mới mẻ và khác biệt hãy bắt đầu từ kết quả cuối cùng mà bạn mong muốn sau đó làm việc ngược lại để xác định con đường dẫn đến thành công. Khi chúng ta đảo ngược vai trò, đặt mình vào vị trí của người đối lập, hoặc thậm chí tìm kiếm những giải pháp đối lập hoàn toàn, ta không chỉ hiểu rõ hơn về vấn đề mà còn tìm thấy những cơ hội tiềm ẩn để giải quyết chúng. Đừng ngại thử nghiệm, đừng ngại thất bại bởi trong những bước đi ngược ấy, bạn sẽ tìm thấy chìa khóa để vượt qua thách thức. Tư duy ngược không chỉ giúp bạn sáng tạo hơn mà còn làm chủ cuộc sống một cách linh hoạt và thông minh hơn hãy bắt đầu hành trình này và khám phá sức mạnh tiềm ẩn của tư duy ngược để tạo nên những bước đột phá cho chính mình có bao giờ bạn tự hỏi rằng trong một thế giới mà mọi thứ dường như đã được định sẵn theo những lối mòn liệu chúng ta có đang bị ràng buộc bởi những quy tắc không thể phá vỡ bạn có cảm thấy rằng đôi khi chính những gì được coi là bình thường lại đang hạn chế sự sáng tạo và tiềm năng của mình đó là lúc ta cần đến tư duy ngược một công cụ mạnh mẽ giúp bạn vượt qua những giới hạn mà chính mình hoặc xã hội đã vô tình đặt ra tư duy ngược không chỉ đơn giản là suy nghĩ khác biệt đó là nghệ thuật của sự lật ngược vấn đề nhìn nhận mọi thứ từ góc độ đối lập và thách thức những giả định vốn đã ăn sâu vào tâm trí khi bạn bắt đầu đặt những câu hỏi ngược lại như làm sao để thất bại hay điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm ngược lại với mọi người bạn đang mở ra một cánh cửa dẫn đến những vùng đất mới mẻ nơi sự sáng tạo không có giới hạn và những giải pháp đột phá thực sự bắt đầu hãy thử tưởng tượng bạn đang đứng trước một thách thức lớn một vấn đề mà dường như mọi người đều đã đưa ra những giải pháp thông thường nhưng không thực sự hiệu quả thay vì đi theo con đường đã có sẵn bạn dừng lại và hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm điều ngược lại hoàn toàn đó là khoảnh khắc bạn bắt đầu thách thức những định kiến phá vỡ những khuôn mẫu cứng nhắc và nhìn nhận vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác từ đó bạn không chỉ tìm ra giải pháp sáng tạo mà còn hiểu rõ hơn về bản chất thật sự của vấn đề chẳng hạn hãy nghĩ về những doanh nhân thành công nhất những người đã xây dựng nên những đế chế từ những ý tưởng mà ban đầu bị coi là điên rồ họ không thành công vì làm theo những gì người khác đã làm mà vì họ dám suy nghĩ ngược lại dám thử nghiệm và đối mặt với thất bại steve jobs elon musk hay những người tiên phong khác đã không đi theo con đường mòn mà họ đã lật ngược lại cách chúng ta nhìn nhận công nghệ sản phẩm và cả thế giới này họ đã dám đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm ngược lại và chính sự táo bạo đó đã đưa họ đến thành công Chào mừng bạn đến với Sói Giả Tri Thức nơi chia sẻ những bài học sâu sắc, những triết lý sống đầy cảm hứng giúp bạn phát triển bản thân mỗi ngày. Nếu bạn khao khát khám phá tri thức và muốn đồng hành trên con đường trưởng thành, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay bây giờ. Hãy cùng nhau lan tỏa giá trị, xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và tích cực. Đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung giá trị nào từ Sói Giả Tri Thức. Tư duy ngược còn giúp bạn giải phóng bản thân khỏi những áp lực không cần thiết khi bạn ngừng lo lắng về việc phải tuân thủ theo những quy tắc xã hội hay những kỳ vọng từ người khác bạn bắt đầu sống thật với chính mình tạo ra một cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn hãy nhớ rằng sự khác biệt không phải là cái gì đó cần phải tránh xa mà là điều khiến bạn trở nên độc đáo sáng tạo và mạnh mẽ hơn khi áp dụng tư duy ngược vào cuộc sống bạn cũng đang dần rèn luyện cho mình sự linh hoạt và khả năng thích nghi với những thay đổi không ngừng của thế giới điều này không chỉ giúp bạn vượt qua những thách thức hiện tại mà còn trang bị cho bạn một tâm thế mạnh mẽ sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì có thể xảy ra trong tương lai thay vì bị gò bó bởi những khuôn mẫu cố định bạn trở nên tự do tự tin hơn trong việc chọn lựa con đường của mình cuối cùng hãy nhớ rằng tư duy ngược không phải là một con đường dễ dàng nó đòi hỏi sự can đảm để thách thức những dễ hạn sự kiên trì để vượt qua những thất bại và sự tự tin để đứng vững trước những phản đối và hoài nghi nhưng phần thưởng cho những ai dám bước đi trên con đường này là một cuộc sống phong phú hơn trọn vẹn hơn và đầy cảm hứng hơn vậy nên nếu bạn đang tìm kiếm một cách để phát triển bản thân để phá vỡ những giới hạn và khám phá những tiềm năng chưa được khai phá hãy bắt đầu với tư duy ngược đặt câu hỏi ngược lại thách thức những giả định và tìm kiếm những giải pháp đối lập hãy mở rộng tầm nhìn của mình và bạn sẽ thấy rằng những gì từng là giới hạn sẽ trở thành những cơ hội mới mẻ và đầy hứa hẹn hãy sống một cuộc đời không chỉ theo những quy tắc sẵn có mà hãy tự tạo ra những quy tắc của riêng mình với tư duy ngược bạn có thể thay đổi không chỉ cuộc sống của mình mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực đến thế giới xung quanh hãy dũng cảm hãy sáng tạo và hãy trở thành người tiên phong trên hành trình khám phá tiềm năng vô tận của chính bạn cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách chúng ta mong đợi có những lúc chúng ta bị đẩy vào những tình huống tưởng chừng như không lối thoát nơi mọi nỗ lực đều dường như vô ích trong những khoảnh khắc đen tối đó, tư duy ngược có thể trở thành chìa khóa giúp bạn xoay chuyển tình thế, biến khó khăn thành cơ hội và thay đổi cuộc đời mình một cách đáng kinh ngạc. Để vận dụng tư duy ngược, trước hết, bạn cần nhìn nhận vấn đề không phải từ những gì mình đang thiếu, mà từ những gì mình có thể tạo ra từ những gì đã mất. Khi mọi cánh cửa dường như đều đóng kín, hãy tự hỏi, nếu đây không phải là một trở ngại, mà là một cơ hội ngụy trang, thì cơ hội đó là gì? Thay vì tập trung vào thất bại hay khó khăn, hãy thử nghĩ về cách những yếu tố tiêu cực này có thể được chuyển hóa thành động lực để tạo ra sự thay đổi tích cực ví dụ khi bạn đối diện với sự thất bại trong sự nghiệp thay vì bị nhấn chìm trong cảm giác mất mát hãy xem xét cách bạn có thể học hỏi từ thất bại đó để xây dựng lại một con đường mới mạnh mẽ hơn thất bại không phải là dấu chấm hết mà có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình mới mẻ tư duy ngược giúp bạn nhìn nhận thất bại không phải như một sự chấm dứt mà như một bước đệm để tiến xa hơn Hãy thách thức những giả định đã tồn tại trong suy nghĩ của bạn. Những điều bạn từng coi là đúng đắn, liệu có thật sự là con đường duy nhất? Đôi khi, chúng ta cần lật ngược hoàn toàn cách suy nghĩ của mình để khám phá ra những hướng đi mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Ví dụ, thay vì tập trung vào việc kiếm nhiều tiền hơn, bạn có thể tự hỏi, làm thế nào để sống hạnh phúc với những gì mình đang có? Câu hỏi ngược này có thể dẫn bạn đến việc tập trung vào giá trị cuộc sống, những mối quan hệ chân thành và niềm vui giản dị từ những điều nhỏ bé thay vì chỉ chạy theo những mục tiêu vật chất cuối cùng tư duy ngược không chỉ là việc thay đổi cách bạn nhìn nhận vấn đề mà còn là việc thay đổi cách bạn hành động khi bạn đã có những suy nghĩ mới mẻ đừng ngần ngại hành động theo những cách khác biệt hãy thử nghiệm thất bại học hỏi và thử lại hãy nhớ rằng điều kỳ diệu chỉ đến khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ bằng cách vận dụng tư duy ngược bạn không chỉ xoay chuyển được tình thế hiện tại mà còn có thể viết lại câu chuyện cuộc đời mình theo cách mà bạn mong muốn trong mỗi thách thức hãy tìm kiếm cơ hội trong mỗi khó khăn hãy nhìn ra giải pháp cuộc sống là một bức tranh lớn và bạn chính là nghệ sĩ hãy sử dụng tư duy ngược như một cây cọ đặc biệt để vẽ nên những nét chấm phá độc đáo tạo nên một bức tranh cuộc đời rực rỡ và đầy ý nghĩa khi bạn đã bắt đầu nhìn nhận cuộc sống bằng tư duy ngược bạn sẽ nhận ra rằng những khó khăn và thách thức không còn đáng sợ như trước nữa thay vào đó chúng trở thành những cơ hội quý giá để bạn học hỏi phát triển và thậm chí là tái định hình bản thân tư duy ngược không chỉ thay đổi cách bạn đối diện với vấn đề mà còn thay đổi cách bạn nhìn nhận chính mình từ một người có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong hoàn cảnh trở thành người chủ động tạo ra sự thay đổi hãy lấy một ví dụ cụ thể giả sử bạn đang gặp phải khó khăn lớn trong mối quan hệ cá nhân một mối quan hệ mà bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian và tình cảm thay vì tự hỏi tại sao mọi thứ lại đi sai hướng bạn có thể áp dụng tư duy ngược bằng cách hỏi: Nếu mối quan hệ này là cơ hội để tôi hiểu rõ hơn về bản thân và học cách yêu thương một cách trưởng thành hơn, thì tôi sẽ làm gì khác đi? Câu hỏi này mở ra cho bạn một góc nhìn hoàn toàn mới, nơi bạn có thể tìm thấy sự trưởng thành và học hỏi từ những khó khăn thay vì chỉ cảm thấy đau khổ hay thất vọng. Tư duy ngược cũng khuyến khích bạn chấp nhận rủi ro và thử nghiệm những điều mới mẻ. Khi bạn dám nghĩ khác, bạn cũng dám làm khác và đó chính là lúc bạn bắt đầu khám phá những tiềm năng mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới có thể là thay vì theo đuổi một con đường sự nghiệp mà bạn đã nghĩ là an toàn bạn quyết định đi theo đam mê thực sự của mình dù nó có vẻ mạo hiểm hơn chính trong những quyết định táo bạo đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự hài lòng sâu sắc mà một lối sống an toàn không thể mang lại quan trọng hơn tư duy ngược giúp bạn xây dựng một tâm thế kiên cường và linh hoạt trong cuộc sống những biến động và thay đổi là không thể tránh khỏi Thay vì lo lắng hay kháng cự, hãy sử dụng tư duy ngược để chuyển đổi cách bạn phản ứng với chúng. Thay vì hỏi tại sao điều này lại xảy ra với tôi, hãy hỏi làm thế nào tôi có thể sử dụng tình huống này để trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và tốt hơn. Chính câu hỏi này sẽ hướng bạn đến những hành động tích cực, giúp bạn vượt qua khó khăn một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Tư duy ngược không chỉ giúp bạn vượt qua những thách thức trước mắt mà còn giúp bạn xây dựng một cuộc sống mà bạn thực sự khao khát. Khi bạn dám nhìn cuộc sống từ những góc độ khác nhau, Dám thách thức những giả định và sẵn sàng hành động theo những cách không ngờ tới, bạn sẽ nhận ra rằng khả năng của mình là vô hạn. Mỗi ngày là một cơ hội để bạn viết lại câu chuyện của mình, một cơ hội để bạn biến những điều tưởng chừng như bất khả thi thành hiện thực. Vậy nên, hãy bắt đầu ngày hôm nay bằng cách suy nghĩ ngược lại về những vấn đề mà bạn đang đối mặt. Hãy mở rộng tầm nhìn của bạn, thách thức những suy nghĩ thông thường và tìm kiếm những con đường mới để tiến tới bằng cách vận dụng tư duy ngược bạn sẽ không chỉ xoay chuyển tình thế đời mình mà còn có thể trở thành người truyền cảm hứng cho những người xung quanh, khuyến khích họ cũng dám nghĩ khác, dám hành động khác và dám theo đuổi những ước mơ của mình. Trong hành trình này, bạn sẽ khám phá ra rằng khả năng thay đổi cuộc đời mình nằm ngay trong tay bạn và tư duy ngược chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự thay đổi đó. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn. Có những lúc chúng ta gặp phải những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua những thử thách lớn lao khiến ta cảm thấy bế tắc nhưng chính trong những thời điểm đó tư duy ngược có thể trở thành công cụ mạnh mẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế biến nghịch cảnh thành cơ hội và tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời mình hãy tưởng tượng bạn đang gặp khó khăn trong sự nghiệp bạn đã cố gắng theo đuổi một con đường nhất định trong nhiều năm nhưng dường như mọi cánh cửa đều đóng lại thay vì tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt hãy thử áp dụng tư duy ngược thay vì hỏi làm sao để thành công trong con đường này bạn có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rẽ sang một con đường hoàn toàn khác ví dụ nếu bạn là một người làm trong ngành tài chính nhưng cảm thấy mất cảm hứng hãy thử nghĩ về việc chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mà bạn luôn yêu thích như thiết kế hay nghệ thuật có thể ban đầu điều này nghe có vẻ mạo hiểm nhưng chính sự thay đổi này có thể mang lại cho bạn niềm đam mê mới và mở ra những cánh cửa cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ tới tư duy ngược cũng có thể được áp dụng trong các mối quan hệ cá nhân giả sử bạn đang gặp khó khăn trong một mối quan hệ lâu dài cảm thấy như mọi nỗ lực hàn gắn đều vô ích thay vì tiếp tục bám víu vào những cách giải quyết cũ kỹ hãy thử đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi cách tiếp cận hoàn toàn thay vì cố gắng thay đổi người khác hoặc duy trì những kỳ vọng cũ bạn có thể chọn cách chấp nhận và yêu thương người ấy theo một cách mới hoặc thậm chí là học cách buông bỏ nếu điều đó mang lại hạnh phúc cho cả hai chính sự thay đổi tư duy này có thể giúp bạn tìm ra những giải pháp tích cực hơn mang lại sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống một ví dụ khác có thể là trong việc quản lý tài chính cá nhân thay vì luôn tìm cách tiết kiệm tiền bằng cách cắt giảm chi tiêu hãy thử suy nghĩ ngược lại làm thế nào để tôi có thể tăng thu nhập thay vì chỉ tập trung vào việc tiết kiệm điều này có thể dẫn bạn đến việc khám phá những cơ hội kinh doanh nhỏ đầu tư hoặc phát triển kỹ năng mới để tăng thu nhập bằng cách thay đổi góc nhìn bạn không chỉ cải thiện tình hình tài chính của mình mà còn mở ra những con đường phát triển mới mà trước đây chưa từng xem xét tư duy ngược không chỉ giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới mà còn giúp bạn xây dựng sự kiên cường và khả năng thích nghi trong cuộc sống mỗi khi bạn dám thách thức những suy nghĩ cũ dám thử nghiệm những điều mới mẻ bạn đang mở rộng giới hạn của bản thân và tạo ra những thay đổi tích cực những quyết định táo bạo những bước đi khác biệt có thể là chìa khóa giúp bạn vượt qua khó khăn và vươn lên mạnh mẽ hơn vì vậy khi gặp phải những tình huống khó khăn đừng ngần ngại áp dụng tư duy ngược hãy nhìn nhận vấn đề từ những góc độ khác nhau thách thức những giả định và sẵn sàng hành động theo những cách mới lạ bằng cách này bạn không chỉ có thể xoay chuyển tình thế mà còn tạo ra một cuộc sống phong phú hơn trọn vẹn hơn và đầy cảm hứng hơn tư duy ngược chính là chìa khóa để bạn không chỉ vượt qua nghịch cảnh mà còn biến những thách thức ấy thành bàn đạp để tiến lên phía trước khi bạn bắt đầu áp dụng tư duy ngược vào cuộc sống hàng ngày bạn sẽ thấy rằng nó không chỉ giúp bạn vượt qua những thách thức cụ thể mà còn mở rộng cách nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh tư duy ngược không chỉ là một phương pháp giải quyết vấn đề mà còn là một triết lý sống giúp bạn khám phá ra những khả năng tiềm ẩn mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới hãy xem xét một tình huống mà chúng ta thường gặp phải cảm giác chán nản khi phải đối mặt với những công việc lặp đi lặp lại không mang lại sự thỏa mãn nhiều người trong tình huống này sẽ tự hỏi làm sao để tôi có thể thoát khỏi cảm giác buồn chán này nhưng thay vì tìm cách thoát khỏi hãy thử đặt một câu hỏi ngược lại điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn nhận công việc này như một cơ hội để phát triển kỹ năng mới chẳng hạn nếu công việc hiện tại yêu cầu bạn phải làm những nhiệm vụ nhàm chán hãy tự thách thức bản thân bằng cách cải thiện tốc độ làm việc hoặc thử nghiệm các phương pháp mới để hoàn thành công việc hiệu quả hơn khi đó bạn không chỉ tìm thấy niềm vui trong công việc mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho chính mình một ví dụ khác có thể là trong việc đối mặt với những nỗi sợ hãi và lo âu thay vì né tránh những tình huống khiến bạn sợ hãi hãy thử đối mặt với chúng bằng tư duy ngược hãy tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chấp nhận nỗi sợ này và sử dụng nó như một động lực để phát triển ví dụ nếu bạn sợ phải thuyết trình trước đám đông hãy thử nghĩ về cách nỗi sợ này có thể trở thành một cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp của bạn khi bạn dám bước vào vùng đất của nỗi sợ và thử thách bản thân bạn không chỉ vượt qua giới hạn mà còn phát triển sự tự tin và khả năng kiểm soát cảm xúc Tư duy ngược cũng có thể giúp bạn giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Thay vì cố gắng thay đổi người khác hoặc tranh cãi để giành phần thắng, hãy thử đặt câu hỏi ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngừng cố gắng thay đổi người khác và tập trung vào việc thay đổi cách mình phản ứng? Điều này có thể dẫn đến việc bạn học cách lắng nghe nhiều hơn, đồng cảm hơn và từ đó, mối quan hệ trở nên hài hòa hơn. Khi bạn thay đổi cách tiếp cận, bạn không chỉ giải quyết được mâu thuẫn mà còn xây dựng được những mối quan hệ bền chặt hơn một trong những điều quan trọng nhất mà tư duy ngược mang lại là khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội để tái tạo chính mình khi bạn nhìn nhận những thử thách không phải là những chướng ngại cản trở con đường của mình mà là những cơ hội để học hỏi và phát triển bạn đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành cá nhân hãy nhớ rằng trong bất kỳ tình huống nào bạn luôn có quyền lựa chọn cách mình phản ứng và khi bạn chọn cách suy nghĩ ngược lại bạn đang mở ra những con đường mới nơi mà những điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra cuối cùng tư duy ngược không chỉ là một kỹ năng để giải quyết vấn đề mà còn là một triết lý sống giúp bạn khám phá và phát triển tiềm năng của mình khi bạn dám thử thách những suy nghĩ cũ dám lật ngược những giả định và dám hành động theo những cách mới lạ bạn sẽ nhận ra rằng khả năng của mình là vô hạn mỗi bước đi trên con đường tư duy ngược sẽ đưa bạn đến gần hơn với những mục tiêu và ước mơ của mình đồng thời giúp bạn xây dựng một cuộc sống trọn vẹn phong phú và đầy cảm hứng hãy mạnh dạn áp dụng tư duy ngược vào cuộc sống và bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ đợi bạn khám phá.